Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn về máy đông lạnh lông vịt và cách lắp đặt máy đông lạnh vịt. Ở đây, đây là cái nút đỏ đây đang hiện nè. Thì đây là công tắc thanh nhiệt, bật tắt thanh nhiệt nè. Đã có tiếng Việt nè. Thì bắt đầu các bạn nhấn set này, các bạn muốn điều chỉnh đây là mình đang cài đặt là 120 độ này, nhiệt độ bên trong dầu này. Dầu là 70 độ này, thì các bạn muốn cài đặt ví dụ như là các bạn đây là 120 độ là các bạn tăng giảm ở đây này, tăng giảm đây này. Tăng là giảm này. Đấy, người ta một số 2 này, ta tăng lên hoặc ta giảm xuống này, tiếp số đây là số 1 này, tăng giảm xuống 20 độ này, tăng lên một đêm 120 độ này, đấy, còn đây số 0 này, số 0 là tăng lên 1 độ 121 độ này, giảm xuống 22 độ này, thì các bạn nhấn được rồi ta nhấn set này, set mặc ok, nhấn set thì nó ok, 74 độ và 120 độ, ta đang cài đặt nhiệt độ trong dầu nó sẽ là 120 độ, đấy, và nhiệt độ hiện tại trong dầu là 75 độ. Đấy thì cái đây là cái thanh nhiệt này, bật tắt thanh nhiệt này đấy. Sau đó là bên trong đây thì có đây áp điện 220V, dây âm và dây dương cắm điện gia đình đây, gia đình này đấy. Còn cái dây là dây nhiệt này, dây thanh nhiệt này, T1 và T3 này, đấu từ dây nhiệt này sang này. Đấy. Thì ta sẽ đấu như thế này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Có hai cực. Một cực, hai cực. Dây điện gia đình. Đấy. Cách đây là cách lắp đặt nhá. Một cực, hai cực nhá. Và mình sẽ nói lại cho kỹ một tí vào đây nhá. Đây các bạn thấy chưa? Ba cực ta đấu thành một cực. Ba cọc ta đấu thành một cực. Thì đây là 220V thì sẽ xảy hai cọc, hai cực thì đây là tương đương với hai dây âm và dây dương. Ok chưa? Đấy ta bắt. Ok. Tiếp tới là đây là dây cọc của dây motor thì nó sẵn dây đấu vô đây. Của áp khởi động từ của T1 và T3. Ok chưa? Đấy. Và ba cái dây này. Cái dây là dây đo nhiệt độ này. Đấy. Ba cọc của dây đo nhiệt độ. Thì nó sẽ vô đầu đây. Đo nhiệt độ ở đầu đây. Đấy. Còn cái cục này là có bảng điều đo nhiệt độ nước này. Nước bây giờ hiện là 43 độ này. 43 độ nhá. Thì nó là ở đây. Ở đây nhá các bạn nhá. Ta đấu ở đây. Dây đen này. Dây đen, ok chưa? Sau đó là điện gia đình nhá, điện gia đình từ ổ đây nhá. Đấy, và ta đây cả. Bật công tắc đảo thanh này, đảo chụp lại nắng này. Sạch đó này. Đấy. Đấy. Ok chưa? Đấy. Súp inox là 3x4 dày dặn chắc chắn nhá. Đấy. Đây là thanh dầu nhá, đây là bó dầu vô này, bó dầu đây này. Còn đây là nước bên trong mà xả nước này, xả dầu này, đo dầu này đầy hay chưa đầy này, đó. Chất liệu inox 3x4 hết nha, dày dặn chắc chắn nhá. Điện gia đình nhá. Đấy. Đây. Bây giờ là 92 độ tắt thay đấy. Mình sẽ đo luôn cái kích thước này. Kích thước của nồi nhúng của mình thì nó là một mẻ là 10 đến 20 con. 60 à phi 70 này. Chiều sâu đây là 70 phân này. Còn chiều rộng này, chiều rộng bên trong lồng đáy bên trong này thì nó là 80 này. 80 này. 80 nhá. Ok chưa? Cốt to nhá. Cốt to này. Hàng đi đâu 3x4 hết nhá. 3x4 hết. Đó. 3x4 hết nhá. Đó. Các bạn mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại của mình.
Đây mình có đánh ở trên cái bảng điện tử, bảng hộp điện thôi. 0934468222. Đấy, website sởvathanhhoa.com. Đấy. Điện thoại luôn. Đấy, cơ sở Hải Nam. Thiết bị chúng tôi gia công sản xuất. Cảm ơn các bạn. Liên doanh với Đài Loan Trung Quốc lắp ráp. Đấy. Đây mình có máy lông gà đánh lông gà lông vịt này. Đấy, nó to.